Thưa quý vị, cũng trong thời gian này, cùng với cả nước, Đà Nẵng đã căng mình ứng phó với đại dịch COVID-19. Trải qua nhiều đợt bùng phát, với những khó khăn thử thách chưa từng có tiền lệ, nhiều chủ trương giải pháp sáng tạo đã được các cấp lãnh đạo thành phố chỉ đạo kịp thời. Cùng với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và chung tay của người dân, sự giúp đỡ kịp thời của Trung ương và các địa phương bạn, thành phố đã từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Tháng 7 năm 2020, Đà Nẵng trở thành tâm dịch trong đợt bùng phát lần thứ hai. Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng cùng các khu dân cư lân cận bị phong tỏa. Tròn 2 tháng sau, Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch. Với vị trí đầu mối giao thông và giao thương cả nước, nên Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện các chuỗi lây nhiễm mới. Sau gần một năm tạm lắng, liên tiếp trong các tháng 6, 7, 8 của năm 2021, Đà Nẵng phát hiện thêm 3 đợt bùng phát dịch. Trong những thời điểm cam go ấy, hình ảnh những chiếc áo blue trắng đi vào tâm dịch đã lay động lòng người và như là nguồn cổ vũ mạnh mẽ về niềm tin chiến thắng. Rất là cảm ơn ngành y tế nói riêng, cả hệ thống chính trị thành phố nói chung gồng lên làm việc gần như 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, liên tục kéo dài gần 2 năm như vậy. Trong tình huống khẩn cấp đó, hàng loạt các giải pháp cấp bách được triển khai như cách ly xã hội, truy vết nhanh, xét nghiệm rộng với mẫu gộp từ nhóm 5 lên 10, rồi 20, tốc độ xét nghiệm tăng 16% mỗi ngày, thành lập các tổ COVID cộng đồng, triển khai khẩn cấp các chính sách đảm bảo dân sinh nhằm đảm bảo đời sống người dân trong vùng dịch. Trong điều kiện gần như đóng băng tất cả, thì việc cấp bách phòng chống dịch vừa đảm bảo đời sống cho người dân là một nỗ lực phi thường. Và từ đó cũng xuất hiện nhiều câu chuyện, hình ảnh xúc động về tình cảm tương thân, tương ái của người dân Đà Nẵng cũng như bà con cả nước dành cho Đà Nẵng. Từ cuối năm 2021, Đà Nẵng đã thích ứng linh hoạt, triển khai nhiều gói hỗ trợ khó khăn và khôi phục kinh tế cho doanh nghiệp và người dân. Từng có một Đà Nẵng hoang vắng đến nao lòng. Và đang có một Đà Nẵng trở lại tự tin và mạnh mẽ.